Xin chào cả nhà đã trở lại kênh An Nhỏ Miền Quê. Hôm nay mình về Gò Công chơi thì mình có dẫn anh Hải ra biển Tân Thành để ngắm bình minh lên. Lúc này ở biển Tân Thành thì khoảng 7 giờ á cả nhà, nhưng mà nắng nhiều, mặt trời lên cao. Còn ở quê mình á thì giờ này thì chắc nghĩ là mặt trời vừa nhú lên thôi, nên là anh em mình đi hơi trễ, giờ bị nắng này. Ê, mời cả nhà cùng đi ngắm biển với hai anh em của mình. Chào cả nhà. Hôm nay mà mình với Tường An đi ra biển Tân Thành, mà lần đầu tiên mình ra đây mình thấy gió mát lắm mọi người. Ở đây tàu thuyền cũng nhiều lắm. Ở xa xa ở kia kìa, nhà hàng người ta mở quá trời luôn. Ở đó có chiếc tàu đánh cá đây kìa, mấy cái bãi xa xa đó người ta nuôi nghêu quá mọi người. Ngoài hai anh em mình tính đi lại đó, lội xuống mấy cái bãi đó coi mấy con còng, con ốc rồi kìa, có nhiều không, mà cả nhà cùng đi theo với hai anh em tụi mình nha. Đẹp quá Tường An ơi, đẹp ha. Thấy chưa, anh kia kìa, quá trời tàu luôn kìa. Người dân ở vùng biển này cũng rất là thân thiện đó. Ngồi nữa anh em mình cũng lên chợ biển Tân Thành để khám phá quê của anh Nhân ở đây, nhưng mà mình cũng chưa có đi chợ biển Tân Thành lần nào á, chỉ đi những cái chợ gần nhà thôi. Tí nữa mình sẽ dẫn anh Hải khám phá cái chợ biển. Mấy cái nhà hàng nó làm mà không biết cái cột gì mà cao quá trời ha. Không biết cột cây hay cột xi măng nữa. Ở xa xa mấy cái nhà cao cao á, mà nó tô và mà chưa sơn á mọi người, ta nuôi yến ở trong đó. Ở đây ta nuôi yến nhiều ghê luôn, nghe tiếng con chim yến kêu quá trời luôn. Cảnh xa xa hôm cái clip trước mình cũng có quay cho cả nhà xem biển Tân Thành, nhưng mà lúc đó là nước cạn, còn hôm nay thì mình đi gặp ngay dịp là nước lớn, nên tí nữa anh em mình sẽ đi bắt còng với thờ lòi để xem con còng ở bên vùng biển này nó có giống như con còng ở Bến Tre không nha. Ở xa xa người ta đi làm gì Tường An? Đi cầu nghiêu quá anh Hải. Người ta đi ra tới ngoài sông sâu luôn á. Bạn giờ như nước cạn bớt rồi phải không? Dạ, đang nước cạn á. Ngay khúc kia kìa, thấy lòi đất lên thấy không? Lòi cát rồi, người ta đi nước đâu. Người ta đang đi ra để cầu nghiêu á, người ta nuôi nghiêu, đây là một cái bãi nghiêu lớn á. Người ta đi đòn luôn rồi, quá trời luôn. Bạn nào có muốn đi ngắm biển Tân Thành thì có gì hẹn với mình nha. Mình có về Gò Công thì mình dẫn các bạn đi cho vui. Ở đây cảnh biển đẹp nhưng mà không có làm thành một khu du lịch lớn để mà mình đi vô mình tốn nhiều tiền. Ở đây chỉ là du lịch dân dã mộc mạc, mình vô tự nhiên rồi người ta tạo những cái cảnh cây cầu đường ra để ngắm biển thôi, chứ không có tốn tiền. Với tại đây là người ta vừa du lịch nhỏ nhỏ với chăn nuôi, nuôi trồng hải sản luôn á. Đúng vậy. Rồi cái này là cái bãi nghêu để người ta nuôi trồng thôi. Đi mình xa xa mình thấy có hai chú kia đang bắt gì kìa, mình qua mình coi nha. Bây giờ mình hai anh em mình xuống dưới biển đi bộ thử xem mấy chú ở dưới đây bắt con gì nha. Mời cả nhà cùng đi với mình. Nó nhấn nhớt anh Hải. Hồi nãy mình thấy nó lội quá trời á. Hình như cũng giống với mình á, cái con này nè, con thòi lòi nè. Còn hồi sớm có mấy con không giống à nha. Mấy con kia mẫu rồi ha. Tới đây thì cát đen nó hết rồi, giờ tới đất sình rồi nè. Sao đây lại là sình. Ủa nãy ơi, cái con gì nó đậu lên đây nè.
quá đó. Giống cái bông quá ha. Giống cái bông nhưng mà cái con gì á. Ủa nó cứng dữ lắm luôn á. Ôi. Nghe nó xèo 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 á nãy. Xèo xèo thấy ghê quá à. Ủa nè. Ủa lần đầu tiên mình biết luôn á. Bữa mình đi mà đâu có biết đâu. Nay mình mới thấy nè. Ngộ quá à. Nãy nước nó còn nhiều quá, mình đi xuống đây chưa được, giờ nước nó cạn rồi. Giờ hai anh em mình tính đi lại ngay cầu lúc nãy mình đứng ở trên đó, giờ nước cạn nhách rồi, cạn sát luôn, lòi cát lên rồi mọi người. Nền biển ở đây nó ngộ lắm, nó có sóng 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 cát nó thành làng nhưng mà rất đều nhau nha cả nhà, không hiểu sao luôn á, mình thấy nước nó cũng vô ra mà sao nó cũng đều nhau nè. Đang đi thì mình phát hiện được một ổ ốc luôn, nghe có cái hang nó chui xuống đó, có cái hang nè nãy rồi một ổ ốc luôn nè nãy, con này đang tiến gần tới nữa nè, nó chui vô đây nè. Ở đây có con gì đẹp tươi ăn. Nó tươi 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 luôn nè. Ở đụng tới nó quéo lại nè. Ui. Con gì ngộ quá ha. Nó muốn dính vô tay mình luôn á nè. Ui. Cái dồi của nó dính vô tay luôn á. Có bạn nào biết con này thì bình luận bên dưới tên cho mình biết với nha. Ủa nó dính. Mình chưa biết tên con này nữa. Mình chỉ thấy nó đẹp thôi, nó tu tu ra như con bạch tuộc vậy đó. Bắt đi. Ôi ghê quá. Con còng này nó cũng khác với bên mình á. Wow, con còng đẹp quá. Nè nè nè. Còng sống trong vỏ của con hào. Trời ơi, bên đây quá trời luôn. Để đuổi nó qua bạn. Đuổi luôn mà bọn. Cái này là. Ôi con còng màu tím nè anh Hải. Cực kỳ đẹp luôn. Ở đây vỏ hào không chứ. Ở kìa kìa bắt con còng tím đi. Trời ơi. Ôi còng ở đây bự ghê luôn á cả nhà ơi. Con còng màu tím nè. Màu tím đẹp quá. Coi hào kìa, có rượu không này? Lấy tay, anh lấy tay em đạp đi. Đạp cho nó chết à. Trời. Nó đứt tay. Giải tay. Nó còn ấy nè mà nó còn nguyên luôn mà không biết nó có gì rượu không mà hơi cứng đó. Mấy cái con nhỏ nhỏ này nó kêu e nhẹ nè. Nha. Ừ. Mấy con này nó mới kêu nè. Đi ngang cái đường bưng có đường hoa 10 giờ dài khoảng một cây số cả nhà. Anh em mình dừng lại để quay cho cả nhà xem. Mời cả nhà cùng đi xem hoa 10 giờ giữa cánh đồng dài khoảng cây số với hai anh em mình nha. Ôi hoa ở đây đẹp quá trời luôn. Hoa đỏ kìa, quay về nghe. Cái này là bông hoa 10 giờ Đà Lạt à. Cái này là 10 giờ Đà Lạt à. Còn
nhiều màu nó lộn vô á. Thấy nhiều màu lộn vô vậy mới đẹp nè. Chưa đến 10 giờ mà hoa 10 giờ đã nở rồi. Mình thích nhất là cái đường bưng này nè cả nhà. Nằm ở hai bên là cánh đồng lúa mà ở giữa là có đường hoa 10 giờ đẹp lắm luôn á. Mình bắt được anh Hải ăn trộm nha. Mình thấy bông bưởi già đẹp quá, mình hái về đây về cầm ngay. Về cầm. Từ Bến Tre mà qua Gò Công ăn trộm bông bưởi già. Ta bắt được chắc ta quýt. Bắt chết. Lúa này sắp chín đây nè các bạn. Vàng luôn, một cánh đồng luôn, nhìn mê gì đâu á. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Nếu yêu mến kênh An Nhỏ Miền Quê của mình thì nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ cho mình nhé. Để mình có động lực quay nhiều cảnh đẹp hơn cho cả nhà xem. Và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.